Trong chương trình thời sự ngày 1 tháng 10, chúng tôi đã phản ánh sự việc tổ dân phố Lỗ Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, người dân vứt xác động vật ra môi trường. Việc làm thiếu ý thức này không những gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân mà còn là nguyên nhân làm lây lan, phát tán dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Đến nay, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm ở phường Nhân Hòa. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 8 tháng 11 trên tuyến đường nối từ đường DH33 sang xã Cẩm Xá thuộc địa bàn tổ dân phố Lỗ Xá, phường Nhân Hòa. Chủ yếu là xác lợn do các hộ sản xuất kinh doanh giết mổ lợn trong thôn đổ ra. Do lâu ngày không được vận chuyển đi đã phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Cái môi trường của cả một nửa làng này gọi là như hẹn nhà tôi ở cách đây là 300 mét, không dám mở cửa thà bây giờ mở ra không chịu nổi. Tôi đề nghị là có cái cách nào xử lý để cho bà con tôi đỡ phải khổ. Chúng tôi ở liền đây không bao giờ dám mở cửa tí nào. Thôi tôi cũng đề nghị là làm sao xử lý cho chúng tôi cái bãi rác này, cho dân chúng tôi thật sự là được cuộc sống an lành. Toàn tổ dân phố Lỗ Xá có khoảng 80 hộ giết mổ sản xuất kinh doanh sản phẩm từ lợn. Trước đây, việc sản xuất và giết mổ không gây ô nhiễm như bây giờ, bởi xương lợn sau khi làm sạch, các hộ kinh doanh có thể bán lại cho các đơn vị khác để sản xuất thức ăn chăn nuôi nhằm tận thu. Nhưng do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc thu mua bị chững lại dẫn đến việc các hộ phải mang đổ ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng. Trong khi đó, căn cứ theo khoản 6 và khoản 10 điều 5, Nghị định số 90 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y thì hành vi vận chuyển hoặc vứt gia súc gia cầm mắc bệnh chết và sản phẩm ra môi trường có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 6 triệu đồng và khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy động vật, sản phẩm xác động vật theo quy định. Làng nghề chưa được công nhận, vậy nên là cái khu mà để các cái rác thải này này là cũng đang gặp nhiều những các cái là rất là bất cập. Đề nghị với các cấp làm sao sớm là tìm ra cái giải pháp tạo hành lang cho tổ dân phố và thành lập được cái làng nghề để có một cái quy hoạch cụ thể xử lý cái rác thải ấy được tốt. Để chấm dứt tình trạng vứt xác động vật chết ra môi trường, cấp ủy chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, cần tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm vứt xác động vật chết ra môi trường.